Tọa lạc trên sườn núi, giữa thung lũng mênh mông hồ và núi đá là một ngôi chùa với kiến trúc hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống, được ca ngợi là quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á. Đó chính là quần thể chùa Bái Đính. Là ngôi chùa có bề dày lịch sử hơn 1.000 năm, chùa Bái Đính đã tồn tại song hành cùng các triều đại phong kiến nhà Đinh, Tiền Lê và đầu nhà Lý. Mặc thời gian thoi đưa, chùa vẫn luôn hiên ngang đứng vững giữa mây trời Ninh Bình, trở thành đệ nhất danh thắng tâm linh ở vùng đất này. Chùa Bái Đính, hay còn gọi là Bái Đính Cổ Tự, nằm ở cửa ngõ phía tây khu di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Quần thể kiến trúc này cách trung tâm thành phố Ninh Bình 18 km, cách danh thắng Tràng An 11 km. Chùa Bái Đính gồm hai khu chính là khu chùa Bái Đính Cổ và khu chùa Bái Đính Mới. Chùa có diện tích khoảng 1.700 ha, lại tọa lạc trên mảnh đất thiêng, nơi núi gối đầu sông, chùa Bái Đính hiển nhiên trở thành điểm đến hàng đầu trong chuyến du lịch Ninh Bình. Cứ vào mỗi độ Tết đến xuân về, chùa Bái Đính thường tổ chức lễ hội, nên thu hút đông đảo du khách hành hương về đây viếng Phật, vãn cảnh chùa và cầu xin cho mọi điều bình an, may mắn trong năm mới. Thông thường, lễ hội sẽ chính thức được khai mạc vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch và kéo dài cho đến tận tháng 3 mới kết thúc. Thế nhưng mọi người thường ghé đến vãn cảnh chùa Bái Đính ngay từ chiều mùng 1 tháng Giêng rồi. Thế nên nếu có ý định đến chùa Bái Đính và tận hưởng trọn vẹn bầu không khí náo nhiệt khi trời vào xuân, thì khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Tuy nhiên, bởi vì đây là vào mùa cao điểm nên lượng người đổ về chùa cũng tăng hơn so với những ngày thường. Lúc này, tại chùa Bái Đính thường xảy ra tình trạng chen chúc, quá tải, nên nếu bạn không thuộc tiếp người thích sự náo nhiệt, ồn ào thì đây không phải là thời điểm phù hợp để vãn cảnh chùa. Vì vậy, tùy thuộc vào sở thích cá nhân mà bạn có thể tới tham quan chùa Bái Đính bất cứ thời điểm nào trong năm. Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng chừng 95 km, thế nên bạn có thể dễ dàng di chuyển đến chùa Bái Đính bằng các loại phương tiện như xe khách, xe máy hoặc tàu hỏa đều được cả. Hiện nay, từ bến xe Giáp Bát hay Mỹ Đình, bạn có thể đón các tuyến xe khách đi Ninh Bình để đến được chùa Bái Đính. Giá vé cho mỗi chuyến dao động từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng một người. Sau khi đến bến xe Ninh Bình, bạn có thể tiếp tục di chuyển bằng taxi hoặc xe buýt để đến được chùa Bái Đính. Nếu muốn tiết kiệm chi phí đi lại, và quan trọng hơn là chủ động về mặt thời gian, vậy thì xe máy hoặc ô tô cá nhân chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Khi di chuyển bằng xe cá nhân, bạn chỉ cần đi thẳng theo trục đường Giải Phóng, quốc lộ 1A, đến khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình, sau đó đi theo bảng chỉ dẫn là sẽ đến được chùa. Nếu sử dụng Google Maps thì có một lưu ý quan trọng là các bạn cần tìm tới địa điểm, bãi gửi xe chùa Bái Đính, vì nếu chọn điểm đến là chùa Bái Đính, thì bản đồ sẽ tự động chỉ đường tới trung tâm chùa, và du khách thì không thể tự vào đây tham quan bằng xe cá nhân được. Tàu hỏa là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn trong chuyến hành trình khám phá Ninh Bình nếu dư giả về mặt thời gian. Bạn có thể đón tàu ở ga Hà Nội và đến ga Ninh Bình, sau đó đi bằng xe buýt hoặc taxi để đến chùa Bái Đính. Giá vé cho một chuyến tàu khoảng 120.000 đồng. Vé tham quan chùa Bái Đính là 50.000 một người. Với giá vé này, du khách có thể tự do tham quan tất cả mọi điểm tâm linh tại chùa, trừ bảo tháp chùa Bái Đính. Du khách cũng có thể sử dụng xe điện với giá 60.000 một chiều. Tuy nhiên, để thuận tiện trong quá trình tham quan, mọi người nên mua loại vé trọn gói với giá 220.000, bao gồm vé tham quan, vé xe điện 2 chiều tới tất cả các điểm trong chùa, vé tham quan bảo tháp và một bức ảnh lưu niệm được chụp lấy ngay. Thuộc quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính Ninh Bình nằm ở cửa ngõ phía tây cố đô Hoa Lư ngày trước. Chùa nằm yên bình nơi sườn núi Bái Đính, với chung quanh là những thung lũng mênh mông và những hồ nước lăn tăn sóng gợn, những dãy núi đá vôi trùng điệp. Chùa Bái Đính đã tồn tại hơn 1.000 năm qua giữa vùng đất cố đô này, gắn liền với ba triều đại phong kiến lớn của nước ta giai đoạn trước, bao gồm nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. Chùa được xây dựng từ năm 1136 do thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập. Chung quanh chùa còn có vô vàn những công trình kiến trúc đẹp và có ý nghĩa tâm linh như giếng ngọc, động thờ tổ sư, động thờ Phật, động thờ mẫu, bàn thờ thánh Cao Sơn. Chùa là nơi gắn liền với những giai thoại và các tích xưa cũ về thiền sư Nguyễn Minh Không, vang danh khắp trời Nam ngày trước. Chính ông là vị cao tăng đặt nền móng cho Phật giáo, đồng thời cho tiến hành xây dựng tượng Phật và khai mở miền đất Phật tại nơi này. Tương truyền rằng vào thời Lý, Đức Thánh Nguyễn Minh Không đã đến núi Bái Đính tìm thuốc chữa bệnh cho nhà vua. Ông nhận ra rằng đây là vùng đất tiên cảnh,
có thế núi hướng về phía tây như trở về đất Phật. Ngoài ra, rừng núi nơi đây cũng có vô vàn cây thuốc quý, thế nên ông đã quyết định dừng chân và xây chùa tại đây. Sở dĩ chùa được đặt tên là Bái Đính bởi vì, theo quan niệm người xưa, bái có nghĩa là lễ bái, cúng bái đất thời, tiên Phật. Trong khi đó, đính lại có nghĩa là đỉnh, là tọa lạc nơi cao. Bởi thế nên bái đính có nghĩa là cúng bái trời đất, tiên Phật ngự ở trên cao. Ngoài ra, tên chùa còn có ý nghĩa là hướng về núi Đính, ngọn núi gắn liền với những sự kiện oai hùng của lịch sử nước ta thời kỳ trước. Dẫu thời gian thoi đưa, dẫu vùng đất này đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử nước nhà, thì chùa Bái Đính vẫn oai linh đứng vững mặc cho sương gió bụi trần. Là ngôi chùa rộng lớn bậc nhất nước ta, chùa Bái Đính Ninh Bình có diện tích lên đến 539 ha, trong đó khu chùa Bái Đính mới rộng 80 ha và khu chùa cổ rộng 27 ha cùng các công trình khác. Tổng thể kiến trúc của chùa Bái Đính ngày nay được xem như một quy chuẩn, thước đo chuẩn mực cho kiến trúc chùa cổ ở Việt Nam. Chùa Bái Đính mới hiện nay có quy mô rộng hơn, với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như cổng tam quan, gác chuông, điện quan âm, điện giáo chủ, điện tam thế, bảo tháp, hành lang la hán. Đồng thời, chùa cũng là nơi nắm giữ rất nhiều kỷ lục hiện nay như chùa có tượng Phật bằng đồng giác vàng lớn nhất châu Á, chùa có tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chùa có chuông đồng lớn nhất Việt Nam, có bảo tháp cao nhất châu Á, có khu chùa rộng nhất Việt Nam, hành lang la hán dài nhất châu Á. Những điểm tham quan tại chùa. Điện pháp chủ chùa Bái Đính. Để bày tỏ những nguyện vọng và mong ước của mình, bạn hãy đến điện pháp chủ của chùa để bày tỏ với Đức Phật. Trước điện là khuôn viên thoáng đãng với hồ phóng xanh ngay ở giữa, bạn có thể đến và tham quan. Trong điện có pho tượng Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen và niệm hoa sen. Mặt ngài mang dáng vẻ hiền từ, miệng thoáng nụ cười cứu độ, tai to dài, mũi thẳng đều đặn, tóc xoắn ốc bướu nổi trên đầu, mặc áo cà sa, biểu tượng tạo cho tâm thanh lòng tĩnh để trí tuệ phát sinh nhằm diệt trừ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Mắt ngài bao giờ cũng nhìn xuống soi dọi nội tâm. Giữa ngực ngài có chữ vạn, biểu thị công đức, lòng từ bi và trí tuệ vô lượng của Phật. Tay phải cầm búp sen giơ cao gần ngang đầu, ngón cái và ngón giữa bàn tay đỡ cuống sen, tay trái đặt ngửa lòng bàn tay trên chân phải, ngang trước bụng. Chân khoanh chỉ lộ một bàn chân phải để chống tà ma. Tư thế này gọi là tượng hoa niên. Tòa sen là ba lớp cánh sen, hai lớp trên chồng lên nhau, lớp trên cánh sen nhỏ, lớp dưới so le nổi rõ cánh sen to. Lớp thứ ba, gần như đối xứng với cánh sen to ở trên là một làn cánh sen rủ xuống, hình dung như lòng từ bi của Phật đang che chở cho muôn loài đã biết quy y hối cải. Phía sau Đức Phật là tấm phủ điêu cách điệu của lá bồ đề bằng đồng dát vàng, gắn hàng trăm pho tượng Phật nhỏ cũng bằng đồng, biểu hiện cho Phật pháp biến hóa vô biên, hiện hữu vô cùng theo quan niệm trong cõi Sa Bà này không chỗ nào là không có Phật độ. Pho tượng này đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cấp bằng, xác nhận kỷ lục pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng cao và nặng nhất Việt Nam ngày 4 tháng 5 năm 2006. Hàng sáng, động tối là điểm tham quan hàng đầu tại chùa, một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Du khách sẽ vượt qua khoảng 300 bậc đá để đến với cổng tam quan. Hàng sáng thờ Phật và thần, động tối thờ mẫu và tiên. Đến với chốn này, du khách sẽ được ngồi thuyền, chiêm ngưỡng những ngũ thạch đẹp đến mê đắm lòng người. Bên cạnh đó, du khách còn có thể được nghe giới thiệu về vùng đất cố đô hoa lư thơ mộng. Đền thờ thần Cao Sơn. Thần Cao Sơn là vị thần cai quản vùng núi Vũ Lâm. Từng phù trợ quân Lê Dương tiêu diệt Uy Mục, tương truyền rằng thần Cao Sơn là một trong 50 người con theo Lạc Long quân khai hoang vùng núi. Đền thờ thần Cao Sơn được xây dựng theo thế tựa lưng vào núi, có hành lang ngăn cách với thung lũng ở phía trước. Tháp chuông. Đến với chùa Bái Đính trong chuyến du lịch Ninh Bình, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua tháp chuông nhé. Công trình kiến trúc này cao 22m, đường kính 17m. Tháp chuông gây ấn tượng bởi kiến trúc hình bát giác với ba mái cong. Bên trong tháp chuông có chiếc chuông đồng được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Với khối lượng khoảng 36 tấn, cao gần 7m, chiếc chuông đồng này giữ kỷ lục là chiếc chuông đồng lớn nhất Việt Nam. Giếng ngọc nằm ngay dưới chân núi chùa Bái Đính, hiện lên đầy nổi bật với thiết kế vô cùng độc đáo. Đây cũng là ngôi chùa có giếng nước lớn nhất trong các chùa tại Việt Nam. Giếng có độ sâu 6m, đường kính mặt giếng là 30m. Đến nơi đây trong chuyến du lịch Ninh Bình, bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng làn nước xanh mát, trong vắt. Tương truyền, thiền sư Nguyễn Minh Không đã lấy nước tại giếng này để chữa bệnh cho vua Lý Thần Tông.
Bảo tháp chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính Ninh Bình từ lâu đã nổi tiếng với bảo tháp mang dấu ấn huy hoàng của thời kỳ Phật giáo nhà Lý. Tháp được trang trí với nhiều hoa văn và họa tiết ấn tượng như cánh sen, mây, lá bồ đề. Đặc biệt, toàn bộ tháp đều được làm từ gạch đất nung xuất phát từ làng gốm Bát Tràng. Bảo tháp được xem như là một biểu tượng đặc trưng đại diện cho đời sống văn hóa của người Việt Nam. Khi vào bên trong tháp, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước không gian hết sức linh thiêng, nhưng cũng không kém phần lộng lẫy. Tại chính điện của tháp, tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được đặt một cách tôn kính trên bệ thờ tam cấp, thể hiện sự trang nghiêm của nơi đây. Công trình kiến trúc này nổi bật với 13 tầng, cùng chiều cao khoảng 100 mét. Đây là nơi trưng bày xá lợi Phật từ Ấn Độ chuyển về. Giá vé tham quan bên trong là 50.000 đồng một người. Khu chùa Bái Đính cổ. Chùa Bái Đính là công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc của nhà Lý. Để đến khu vực này, du khách cần leo hết 300 bậc thang đá. Sau đó, bạn sẽ bắt gặp một con dốc là nơi dẫn đến vị trí của chùa cổ. Nhìn sang bên phải, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy hang sáng, nơi thờ thần và Phật. Còn bên trái của khu chùa chính là đền thờ của mẫu và tiên. Đi sâu vào hang động tối của Bái Đính cổ, du khách có thể chiêm ngưỡng bảy buồng bên trong động, nằm ở dưới hang sâu. Điểm nổi bật của hang chính là đều thông với nhau bởi nhiều vách đá. Bên trong động, du khách có thể tham quan giếng ngọc, nơi đây nổi tiếng nhờ được hình thành từ các hạt nước lạnh rơi từ trên trần của động. Động thờ mẫu. Tiếp tục hành trình, bạn hãy đến động tối thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, người vừa là thánh vừa là nhân. Động thờ mẫu có bảy động nhỏ thông nhau. Giữa động có nhất trụ kình thiên, được tạo nên từ nhũ đá rủ xuống. Hơn nữa, trong động còn phát ra những âm thanh diệu kỳ như bản hòa tấu từ đàn đá. Điện Tam Thế, địa điểm không thể bỏ qua khi đến với tour Bái Đính. Đây là một tòa cao, rộng, đồ sộ nhất ở khu chùa Bái Đính. Chưa có một kiểu kiến trúc chùa nào trên đất nước ta đẹp đẽ, nguy nga, hoành tráng như ở đây. Từ sân, có hai lối lên điện Tam Thế chùa Bái Đính, gồm 32 bậc đá. Giữa hai lối lên còn là một phù điêu đá hình vuông, mỗi chiều 10 mét, có diện tích 100 mét vuông được ghép bằng nhiều phiến đá có độ dày 0,2 mét. Bốn góc của phù điêu đá, phía trên chạm khắc hai con phượng trầu, phía dưới bên phải chạm khắc con rùa, bên trái chạm khắc con ly, ở giữa là hình mặt nguyệt rồng, bên trong chạm khắc con rồng uốn lượn. Bức phù điêu đá lớn này chạm khắc tứ linh, long, ly, quy, phượng. Các góc của mái điện Tam Thế đều có mái đao cong lên, như hình đuôi chim phượng, làm cho mái uốn lượn, uyển chuyển hài hòa như sóng nước thủy triều, như con thuyền trôi trên nước, như hai cánh chim đang dang rộng để bay lên. Đường nét này đã thấy khắc trên mặt trống đồng Đông Sơn, đó cũng là nét của vuông và tròn, của trời và đất, biểu tượng cho âm dương hòa hợp, nói lên chí hướng và tâm hồn người Việt Nam, thể hiện triết lý nhân sinh phương Đông sâu sắc. Trong điện Tam Thế đặt ba pho tượng Tam Thế bằng đồng nguyên khối, mỗi tượng cao 7,2 mét, nặng 50 tấn, đều dát vàng, được đặt trên ba bệ cao 1,5 mét, ốp đá thước chạm khắc hoa văn trồng rất bề thế. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã cấp bằng, xác nhận kỷ lục ngôi chùa có bộ tượng Tam Thế bằng đồng lớn nhất Việt Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2007. Đền thờ Thánh Nguyễn, bên trong quần thể chùa Bái Đính có một ngôi đền với cấu trúc theo kiểu tiền nhất, hậu công. Đây là nơi thờ thiền sư, danh y Nguyễn Minh Không để tưởng nhớ và ghi tạc công ơn của ông. Thiền sư là người đã vô tình phát hiện ra hang động đẹp và cho xây chùa thờ Phật. Ngoài ra, ông còn là một danh y nổi tiếng chữa bệnh cứu người. Không những vậy, ông còn nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc văn minh Đông Sơn, thời Việt cổ, nhằm mục đích khôi phục làng nghề đúc đồng truyền thống đã mai một. Hành lang La Hán lớn nhất Việt Nam của chùa Bái Đính. Dọc theo hành lang được đặt 500 vị La Hán bằng đá. Đây được coi là con số lớn vì chưa một ngôi chùa nào ở Việt Nam đặt nhiều La Hán đến vậy. Từ nhà gỗ Tam Quan, theo hai hướng Đông và Tây, dọc đến Tà Vu và Hữu Vu, mỗi bên gồm 117 gian hành lang. Các dãy hành lang La Hán này đều được xây dựng bằng gỗ, theo kiến trúc trồng giường, tiền bấy, hậu bấy. Nguyên liệu làm mái là ngói men được lấy từ làng gốm Bát Tràng. Từ xưa, làng gốm Bát Tràng đã nổi tiếng với nghệ thuật làm gốm, gạch men, ngói, với những hoa văn tinh xảo, đa dạng. Tiếp đến là kiến trúc cột và kèo ở hành lang La Hán. Tất cả hệ thống cột, kèo ở chùa Bái Đính đều là gỗ tứ thiết, với kích thước tương đối lớn. Mỗi cột có đường kính lên tới 0,4 mét, đều được vận chuyển trực tiếp từ tứ thiết đến chùa Bái Đính trong quá trình xây dựng.
là một trong những điểm tham quan tại Ninh Bình được nhiều người biết đến, đồng thời là di tích tâm linh có ý nghĩa to lớn, thế nên bạn nên lưu ý những điều này nếu có ý định vãn cảnh chùa. Nên mang giày thể thao để tiện lợi trong việc di chuyển. Lựa chọn trang phục lịch sự, thoải mái, phù hợp, có thể mang theo tiền lẻ để quyên góp, cầu may mắn cho gia đình, bản thân và bạn bè. Mang ô nếu đi vào dịp đầu xuân, bởi lúc này thời tiết thường có mưa phùn. Trong chùa có sẵn các điểm bán nước và đồ ăn nhẹ, vậy nên du khách không cần mang theo quá nhiều, tránh gặp khó khăn trong việc di chuyển. Luôn vứt rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung. Đi nhẹ, nói khẽ. Chùa Bái Đính là một trong những di tích tâm linh được nhiều người yêu ái ở vùng đất Ninh Bình. Không chỉ là nơi gắn liền với những tích xưa cũ, về những ngày đầu đạo Phật du nhập vào nước ta, chùa còn sở hữu vô vàn những công trình có ý nghĩa, cùng cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng. Nếu có dịp về với Ninh Bình, đừng bỏ lỡ cơ hội được vãn cảnh chùa Bái Đính bạn nhé!